Chào các bạn. Quạt cây thương hiệu Vilawin điện cầu thống nhất. Bác khách đem đến cho mình y như này. Và là đầu tiên nó chạy chậm hay thế nào ấy, thế là con trai thằng con nó tháo ra nó cắt hết như này, nối lại như này. Nhưng bây giờ nó không chạy nữa. Nên đem đi sửa. Mình cắm lại thì cắm vào thì không kêu tít tít gì cả. Nên bây giờ chúng ta sẽ khám phá và mình cũng sẽ sửa nó xem có thu nhập không nhá. Cái này là đồ quạt, bây giờ nó cái quạt này rất là lâu năm rồi đấy, là hỏng là bắt đầu là người nhà sẽ tự tháo ra để sửa xem có sửa được không, và khi không sửa được là thằng con chắc là bỏ. Nhưng mà những người lớn tuổi thì là sẽ tìm cách sửa để dùng, không sửa được thì mới phải bỏ các bạn nhá. Nên xem mình có sửa được không. Đây, để kiểu này đi thì cũng ghim điện qua cái xem tình trạng nó thế nào. Đi qua bóng đèn này, bóng đèn 200W nhá, xem ghim nào. Không thấy tiếng tít, không thấy gì cả. Không á, có con dòng như này thì như vậy là không 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 cháy của chị đâu các bạn ạ. Nút hỏng hết rồi. Các bạn để ý cái số A này nhá, mình cắm vào cái thấy nó ăn lên đấy. Đó, như thế là mình sẽ hiểu rằng đã thông mạch rồi nhá. Còn bây giờ thì phải tháo ra nó, nhưng mình lại đang mất cái tua vít hai cạnh để tìm đó. Rơi xuống ghế chân các bạn ạ. Hình như con này là tháo ra là cạy đây ra được hay sao ấy các bạn ạ. Mình nhớ là như vậy. Không phải tháo hết, đó đúng luôn. Này bo này chưa ai đụng đâu. Nhưng mà cái swin cái thứ là cái dây swin thúp năng này cắt bỏ đi này. Cắt bỏ bị lôi đi, nó chạm vỏ này nó giật chết to các bạn ạ. Thôi để phục hồi lại hết cho người ta xem có được không nhá các bạn nhá. Phục hồi ok thì khách hài lòng các bạn ạ. Mất thời gian nhiều. Nhưng mất thời gian nhiều thì có lẽ là phải lấy tiền nhiều hơn. Lấy nhiều quá thì người ta kêu các bạn ạ. Nói đến lúc nào mình tiếp tục mình quay cho mọi người video mình sửa cái máy hàn. Máy hàn nó bị lỗ hết tụ. Tụ xuất áp, máy hàn chạy móc phét. Và tụ 4,7mm, 4,75 250V nó nổ, cháy đen xì luôn, cháy bốc khói luôn. Khách tháo ra, thấy cháy đấy là đem đi sửa. Thế mình cũng thay hết tụ này. Thay linh kiện trên bo chi sung vì nó cháy, nó chập cả tụ trên đấy. Thế là sau đó test thử thì phát hiện ra là một con biến áp động lực cũng chập. Thế là mình lại nhận không phải nhận trực tiếp của khách, mà mình nhận qua thợ điện cơ, nên là mình thấy biến áp chập nên là mình mới điện lại. Thông thường cái thợ điện cơ mình giao kèo ấy, với cái giá như thế này thì mình không cần điện là làm. Còn với giá mà nó hỏng nặng hơn ấy, thì mình phải báo giá. Thế là điện cho thợ điện cơ nói là nó bị tình trạng nặng như thế thì sẽ mất tiền cao hơn một chút như thế này. Thế là thợ điện cơ điện cho khách. Thợ điện cơ điện cho khách thì kiểu gì thợ điện cơ sẽ phải báo giá cao hơn mình để phải hoàn chênh lệch mà. Thế là sau đó là khách không đồng ý sửa. Thợ điện cơ điện lại cho mình, lúc đấy mình đang làm dở rồi, để xem có thay biến áp không để mình tháo ra thay. Mà con này nó chỉ có một biến áp, một cái này thì không thể lẻ như thế được nhỉ. Ôi nó lổ đây các bạn ơi, nó lổ đây rồi. À cũng có một hàn, nó lổ đây rồi. Khả năng này lại chập cháy gì chỗ nào không các bạn. Nó đang nói thợ điện cơ điện lại cho mình bảo khách nói bỏ, không sửa nữa. Nên là tức là điện báo giá khách bỏ. Nhưng bỏ thì thôi là mình lại mất công, mình lại tháo hết tụ ra rồi là trở lại trạng thái như cũ. Tất nhiên là vị trí bẩn thỉu thì mình đã vệ sinh sạch hết rồi, nhưng mình chả còn để lại bẩn như cũ nữa. Thế là tháo những cái linh kiện mình thay, thế là mình lắp lại để đấy. Thế là mấy hôm sau ông thợ điện cơ ra điện này. Anh kia đây, khách lại đồng ý sửa rồi, anh lại sửa đi. Mình bực mình quá, hay là mình cũng vứt kia, mình chưa thèm làm. Các bạn ạ. Hỏi ra mới biết là anh chồng thì lúc nói thì bảo là mua trên mạng những cái máy hàn cũ nó có vài trăm mà sửa như thế là nó không sửa. Nên cuối cùng là vợ thì này, vợ ra bảo là sửa phải sửa thế này thế kia, thế này cuối cùng là chồng không đồng ý sửa nhưng vợ sửa các bạn ạ. Buồn cười lắm. Tại sao vợ chồng từ nhà họ là làm cơ khí các bạn nhé, có người này người kia các bạn ạ, làm cơ khí nên máy hàn nó hàn nhiều. Vì hàn nhiều như thế thì nó mới hỏng nặng như thế nhá mọi người nhá. Chứ hàn ít thì không. Các bạn để ý là mình thấy nó lổ đây này. Nó lổ phát chỗ này này. Đó.
nó lổ phát chỗ này thì nó tách con tụ này ra. Đấy, tại sao lại lổ được con này thì kiểu gì là mình đoán, mình thấy có hàn tụ này. Kiểu gì mình đoán đây là chắc là ông con trai cũng mỏ mỏ hàn hàn đụng đụng linh tinh rồi mới hỏng bắt đầu mới đem mình đây. Nhưng bây giờ đo đạc xem động cơ có xong đã nhá mọi người nhá. Mình thì mình còn chưa nhìn thấy con tụ khởi động nó đâu các bạn ạ. Ở đúng thế thật, chả thấy con tụ khởi động nó đâu luôn. Anh nhìn dây này, cái cụm này là dây đi lên nhá, bao gồm có này dây đỏ là dây com chung bởi vì nó sẽ đi qua cầu chì, là dây com chung một dây AC, dây trắng này, đây là hai dây AC vào mà đi vào đây là dây đỏ lên com chung. Sau đó là sẽ có này số chậm này, số vừa này, số giữa này, cả dây vàng đó là túp năng nhá. Vàng đó là túp năng, mà túp năng thì này đấu vàng vào như này đó, các bạn ạ. Đây, và túp năng thế nào nó bỏ ra đây, vàng này đâu ở đây đó, mình cũng không hiểu như thế nào luôn. Nên mà nên trong này thì này cái tụ nó ở đâu các bạn, nó lên trên này đủ mong cần lấy dây rồi. Ui rồi hại hết cả não với những cái ông với ông con amateur của cái ông bác khách này các bạn ạ. Nhiều khi đầu đầu lắm cứ để zin như mình nhìn nhận mình còn làm nó chuẩn thế này các bạn ạ. Nên đôi khi nhận những cái đồ mà đã có người không chuyên họ động chạm mệt người lắm mọi người. Thì kiểu gì là trong hai cái này này, hai cái dây này này nhá mọi người nhá, trong hai cái dây này này nhá, để mình nói cho mọi người theo ý mình hiểu nhá. Đây cái tung vít cái này đâu rồi, là một dây AC, dây com chung nó sẽ vào sẵn cái này rồi, cụ thể chính là cái dây màu đỏ này, dây màu đỏ sẽ đấu vào đây nhá, xếp xuống com chung rồi các bạn ạ. Còn tiếp theo ấy là cái dây vàng này, mình thấy đây là nó cái suin này thì nó sẽ đấu vào đây, để khi chúng ta bấm suin ấy thì là cái dây một dây AC sẽ cấp vào dây vàng này và lên là cái suin nó đã chạy, chứ không thể đấu như này được. Thì khả năng là cái này đi ra nó khả năng là tụ các bạn ạ. Phải lắm các bạn, khổ đấy, cũng có băng dính, cũng có đủ các thể loại, chắc là thấy vàng và vàng, trắng và trắng là cái đấu đúng rồi. Ôi giời, cũng cả hàn là noi này các bạn. À không không, đây là rút ra thì không phải hàn. Thôi mình phục hồi lại nhá mọi người nhá. Buồn cười lắm, nhưng mà chắc là bị sao nó mới nổ đấy nhỉ các bạn nhỉ. Bây giờ phải đo đã xem nó có chết không nhá các bạn nhá. Đo để như này mọi người không nhìn được mình đo cái gì nhỉ. Để cả hai bên cho mọi người nhìn được cơ. Đồng hồ để thang đo điện trở nhá. Và cái dây này là dây com chung thì mình sẽ đo và cái số chậm nhất, số chậm thì là lội trở sẽ cao đấy, 583 nhá. Tiếp theo số giữa thì lội trở sẽ nhỏ hơn cái số vừa rồi, với này 583, bây giờ 506 đúng luôn. Tiếp theo số mạnh nhất thì lội trở sẽ nhỏ hơn số cái đấy đấy, ok. Và cái nữa ấy, là cái com này ấy, mà đến cái dây này là lội trở cao nhất các bạn nhá. Để mình xem cái như này là đang là cao là bao nhiêu rồi, 582 rồi nhá, thì đến cái dây này nó sẽ phải cao hơn này đấy, 77 mấy các bạn nhá. Như vậy là mình sẽ sửa cái bo này này, động cơ vẫn ok nhá. Và mình cũng không biết là cái động cơ này quả dung lượng tụ của nó là bao nhiêu, nhưng mà có lẽ là tụ của con này mình đang nghi ngờ nó tụ 2 mi. Mình sẽ thay con tụ 2 mi cho này nhá. Đấy, chúng ta thấy là họ đấu theo đủ màu đúng màu, họ đấu theo đúng màu các bạn nhá. Còn bây giờ này, mình sẽ làm như này thôi. Thôi để mình làm xong mình nói. Các bạn ạ, theo nhìn nhận của mình ấy, thì cái anh con trai của cái chú này ấy, là đang lấy cái cụm động cơ này của quạt treo tường nắp vào nhá. Tại sao mình đoán được như thế? Bởi vì là quạt treo tường thì nó theo cái cánh nó sẽ rút xuống như này này, thì cái phần bạc dưới này này nó có mấy cái nhựa ấy là nó rất là bẩn và đen bởi vì nó mòn, nhưng cái phần trên này thì không thể gì luôn. Nên mình đoán như thế, và chúng ta sẽ thấy là nó cũng có cả cái cục bê tông cân bằng, mình gọi là cục bê tông cân bằng nha mọi người nha. Và do nó vẫn là chuẩn của quạt Willowin điện cơ thống nhất, do đó mà cái màu dây của nó ấy, là nó vẫn theo cái dây chuẩn của nó ngày xưa này. Tóm lại là theo cái dây chuẩn ngày xưa, và chúng ta thấy là cả cái cụm này là họ lấy của cái quạt treo tường chứ không phải quạt cây này mọi người ạ.
và họ đấu đến nỗi mà không có cả tụ. Mình đang lắp tụ nhá, các bạn sẽ thấy đây là mình đang đấu rất là lằng nhằng, nhưng mà tí nữa mình sẽ buộc gói gọn lại cho người ta và chúng ta sẽ nhìn đây này, mình đấu nó như nào này. Cái dây đỏ từ dưới lên ấy, thì mình vừa nói rồi cho mọi người rồi, đó chính là cái dây com chung, đó chính là cái dây com chung, thì nó sẽ đi lên đây, nó đi vào quận dây, đồng thời ấy, nó cũng sẽ đi ra một đầu của túp năng, ok nhá, đồng thời nó sẽ đi ra một đầu của tụ nhá. Như vậy là chúng ta thấy mình chỗ này mình có đấu 4 cái, đường lên của nó là đường lên là đường này, đường lên đường này sẽ chia ra này, một đầu của quận làm việc này, một đầu của motor túp năng này, và đến một đầu tụ để đi qua tụ sẽ sang sang quận là khởi động mà mọi người nhé. Thì cái dây vàng này nó chính là tụ rồi, ok mình đấu như thế nhá. Còn ba số tốc độ kia thì đúng màu, ba số màu này ok, rất lằng nhằng luôn nhá. Và qua video này chúng ta sẽ thấy là tuy màu dây giống nhau luôn, như cái màu vàng này này là phi thẳng vào màu vàng này sai hoàn toàn nhá các bạn nhá, các bạn ạ. Bởi vì là cái màu vàng này nó đưa lên ấy, thì nó lại là mình đang đưa vào là dây một dây của cái túp lăng nữa, chứ còn màu trắng nữa. Tóm lại là nó đang loạn xí ngậu về màu dây, và chúng các phải là người thợ thì chúng ta mới nhìn nhận được ra là dây nào vào dây nào và như thế nào các bạn ạ. Chứ không thì cứ đấu như này, vì đấu như thế thì chắc chắn đấu nhầm nó mới nổ đây nhá mọi người nhá. Còn bây giờ mình test xem động cơ có chạy không này. Mình test theo động cơ chạy không ấy, vì mình có mình sẽ bóng cắm qua bóng 100W hoặc thậm chí là mình đang cắm qua bóng 200W rồi, để ví dụ mình đang đấu nhầm ấy thì bóng nó sáng, nó không bị lỗ bắn vào mắt vào mặt các bạn ạ. Này ông con trai chắc là lỗ phát là sợ nên bỏ luôn này. Thì cái dây com chung này nó đã tới các đầu rồi, ok. Thì cái dây AC tiếp theo này này, nó sẽ mở qua con chiếc này thì ta sẽ có swing, mở qua này sẽ số mạnh, số vừa và số nhỏ, nên do đó là mình sẽ dùng một cái kẹp nha. Mình bây giờ là cái kẹp của mình đang test động cơ thì để thay thế mấy cái khóa điện tử là mấy con chiếc này, để cho chúng ta sẽ hiểu được bản chất nó hoạt động ra sao nhá. Và bây giờ mình sẽ ghim điện này. Đó. Và bây giờ cái dây AC màu trắng này nó đi theo sang màu đỏ này, nó đã tới tới cái dây đen này, nó tới cái đầu túp năng rồi. Bây giờ mình sẽ cái dây AC còn lại mình sẽ chập vào dây vàng này, như vậy là 220 sẽ đi tới đây là cái túp năng sẽ chạy nhá. Các bạn xem túp năng có chạy không nhá. Các bạn thấy nó đang dãy à? Đó, nó đang dãy rồi nhá. Bây giờ mình sẽ cho số 1 chạy này. Chúng ta nhìn công suất nhá. Đó, kích vào số 1. Giả đang giả lập là chiếc của số 1 đang chạy ở 22W nhá. Tụ mình đang lắp tụ 2 mi nhá. Mình không rõ là con này là đầu zin bản của nó là hình như là 1,5 mới đúng. Nếu quạt treo tường hình như bọn này là chỉ là 1,5 thôi, nên lắp 2 mi kệ đi. Nhá, tiếp theo này. Số giữa này. À, vừa nãy cái số này thì đang ăn là 23W nhá. Tiếp theo này sẽ cao hơn 23W đấy. Đấy, lên 27W. Cái watt này là cái watt không cánh, khi có cánh thì nó sẽ khỏe hơn nhá, nó sẽ ăn dòng cao hơn đấy. Và đây là số cái công suất lớn này. Đó là 29W. Như vậy là phần trên này mình đã đấu ngon lành rồi. Và bây giờ sửa mạch điều khiển nữa thôi các bạn ạ. Gọi là phục hồi cái video này, gọi là phục hồi, và tí nữa sẽ tháo cái cụm này bỏ đi để đặt cái tụ nó ở đây các bạn ạ, và gộp lại buộc là dây rút buộc cho lại hết các bạn nhé. Còn bây giờ sửa đã, sửa cái bo này đã nhá. Thì cái bo này nó đã chết như thế thì công tắc này cũng hỏng rồi này, công tắc này gãy rồi này, công tắc ập ấy mình chả có công tắc ập đấy, nhưng công tắc này dài này có hay sao thì thôi để mình xử lý nhá. Và bây giờ để kiểm tra xem nó có bộ này có hỏng không đã, vừa nãy mình định lắp vào thử rồi mà. Thì lấy cái mát của nó tại cái mắt điều khiển này đi nhá. Thì cái dương tụ đây này, dương tụ đây đi sao nào, ôi giờ báo chập luôn các bạn ạ. Như vậy là nó đang bị sự cố trên cái boy nữa này, chắc là ông con trai ông ấy làm hỏng thôi. Chứ bản thân thấy bảo cái chú này, chú bảo đầu tiên là nó chạy chậm, hay là thằng con nó mang ra nó sửa đây là nó chả lên được gì nữa cả. Từ dương sang âm nhá. Đó, đang chập này các bạn này. Đang chập tụ rồi nhá. Đang chập trên tụ, còn đâu chập cái gì thì mình chưa rõ, nhưng mà có lẽ là đấu nhầm hay là có lẽ là chập con DZ này không, để hút hở DZ này ra đã. Đây gọi là lợn lành thành lợn què, khi mà các bạn mà không hiểu về nguyên lý của nó và những cái video mình chia sẻ, mình muốn làm thật kỹ để cho mọi người
amateur có thể tìm hiểu. Và khi chúng ta đấu qua bóng đèn này thì nó không bị chập lỗ đâu nhé mọi người nhé. Đấu qua bóng đèn 50W, à 60W, 100W thôi. Mình đang tiện vừa sửa máy hàn nên mình để cái watt to thôi. Vì này mình không bị nhầm. Đó, đã chập nhá. Đã chập DZ 5V1 đây. Còn bây giờ xem nào. Đấy, có tiếng tít. Có mỗi tiếng tít cái mà chả tít nữa. Đây, dùng cái loại này cho nó tít to đi. À, tít không. Đấy, tít nhá. On này. Các số này. Swing này. Ok. Kiểm tra tụ, thay DZ, nối mạch điện nhá. Kiểm tra tụ này xem nó có giảm chỉ số không để thay cho người ta luôn. Chắc là ông con trai này các chắc cũng phải vào YouTube để xem sửa chữa đấy. Và như kênh của mình thì hàng đến 3.600 video rồi thì kiểu gì ông con trai này cũng tìm được video của mình cho mà xem. Và tương lai ông ấy mà tìm được cái video này thì các ông ấy biết là bị hỏng như nào nhá. 1 mi nhá, xem được bao nhiêu. Ôi dồi ôi, 1 mi bây giờ còn có 0.15 thôi. Các bạn ạ. À, mi gì nữa. Chết rồi, hay nhá. Tụ là 1 mi đo bây giờ còn có 0.1 mi thôi các bạn ạ. À, 3 linh kiện để sửa cái bo này. Tụ 1 mi DZ 5V1, một con phím dài. Thì này nói cho mọi người để nhận biết được con DZ này là 5V1 hay là 5V6 ấy. Thì nếu mà 5V1 ấy, thì chúng ta sẽ để ý là hai chân của nó ấy, là đấu vào hai chân của con tụ lọc nhá. Còn nếu mà chúng ta gặp mà nó không đấu vào hai chân của con tụ lọc, chỉ một chân của con tụ lọc thôi, thì có khả năng con đấy là con DZ 516 các bạn ạ. Bởi vì nó có nhiều kiểu mà, nó có hai kiểu hã áp mà các bạn nhé. Con này 5V1 100% rồi, bởi vì mình nhìn đấy. Thì đây là một chân tụ. Đấy, đây là một chân tụ. Nên mình vừa lấy con 5V1 này. 5V1 1W nhá, chứ đừng có lắp 5V1 0.5W ở đây thì nó hay chết lắm, nhanh chết lắm các bạn ạ. Mình còn muốn an toàn cho người ta, mình còn lắp hai con 5V1 song nhau cơ. Thì thành con 5V1 1W. À, nó sẽ chịu được dòng tràn, dòng thừa nhiều các bạn ạ. Nếu mà chơi hai con 5V1 hai con 1W thành 2W thì có khi chơi tụ 2 mi vào đây nó vẫn ok mà không chết DZ này các bạn ạ. DZ này sẽ rất là nóng nếu tụ dung lượng lớn và quạt đang ở chế độ cắm điện tắt không bật nhá. Khi bật thì lại nó có những cái tải khác để nó ăn tải rồi thì cái dòng tràn qua nó lại không có mới các bạn nhá. Nói chung là nói thì mình nói lằng nhằng nhưng mà mình hiểu được cái bản chất dòng chảy điện này, tác dụng của con linh kiện trên mạch như thế nào. Và các bạn xem những video của mình thì chắc là từ ngày xưa giờ các bạn cũng đã hiểu nhiều về nó rồi. Nó có những cái video mà mình cứ nói đi nói lại, đã có từng có video nói rồi thì lại gặp cái sau thì lại nói tiếp. Đấy, chăm sóc khách hàng của Viettel đây này, không xem là nó cái gì hả. Mình hay dùng mình hay mua một cái loại phím dài này đó, sau đó là mình sẽ căn chỉnh và sẽ cắt nó đi các bạn ạ, cho nó hợp. Mình toàn làm thế thôi, để mua một cái dài. Cái này sắp bật ra rồi, nhưng cái này thì kệ đi. Cái này là phím thumber mọi người ạ. Hẹn giờ thực ra họ chỉ cần tắt bật thôi mà. Giữ cái này thì sao tôi giữ được không? Ok nhá, nhẹ nhàng nó bong và nó nổ như kia thì có khi là diode 1N4007 có khi cũng chết nốt đấy các bạn ạ. Để đo thử, mình đang hút thở cái ủi ôi thiết của họ. Thiết của họ độ nóng chảy rất là cao. Đa số là mình gặp thiết của mọi người là như thế mà. Kiểm tra hai con diode này xem có chập không đã các bạn ạ. Cầu chì thì mình thấy chưa cháy nhá. Nó nổ chỗ này mà, nó nổ như này thì dòng chảy qua con diode này rất là lớn này. Đấy, chập rồi các bạn nhá. Con này không sao này. Con 1N4007 này nó đã chập rồi nhá. Tại sao mình biết nó chập? Bởi vì là nó tới một chân của nó mà. Đó, nó nổ ở đây này.
chắc chắn là tụi con bị họ đấu bị kiểu gì dẫn tới là dòng chảy qua nó lớn hay là nó đoạn mạch nên nó mới nổ như thế các bạn ạ. Mà nó không nổ cục chì mới dã man như các bạn, chả hiểu nó hỏng hóc kiểu gì nữa. Nên là cứ nhìn cái vết nổ như nào để kiểm tra để thay thế mà. Đấy, thay nốt con đi điếu đây nữa. Hỏng nhiều không các bạn? Mình đoán đầu tiên là chả hỏng đến mức như này đâu. Đầu tiên mà chỉ là bị chạy chậm thôi mà. Sau đó là vào tay của ông con trai hay là thành như này. Cố thì tiếc thì đem đi sửa các bạn ạ. Nhưng mà mình cũng chả hiểu sao lấy được cái động cơ ở cái quạt treo tường ở đâu, tài thế chứ nhỉ. Chắc là đồ hỏng nhà họ ấy các bạn ạ. Đồ hỏng ấy, cứ bỏ nhà ấy rồi tiện họ lấy, hoặc họ xin đâu đấy thì mình không rõ. Nhưng cái cho con này lại bị chân ngắn thế này, phải tìm một con chân dài. Con này dài hơn không? Đây là toàn điếu tháo vết từ thừa thừa vứt cho góc đấy. Con diode đấy là nó tham gia vào quá trình là xả tụ các bạn ạ. Mình nhìn thì mình thấy nó thế. Chức năng của nó trên mạch ấy. Lấy sẵn cái chân con linh kiện. Chính là con DZ vừa thay đấy. Tiện cái chân con linh kiện con DZ đấy để làm cầu lối luôn. Cho nó cao lên như này tí cho nó chạm những cái thứ linh tinh. Cái điện cho tốt các bạn ạ. Đó, còn con tụ này thì nó này nó nằm thế này này. Con lại bừa lên trên kia và nó nằm phía sau các bạn ạ. Giữ tay cơ. Chỗ này nó đang muốn bong này nên là mình phải hàn đặc ngấu vào này. Nó bám linh tinh luôn này. Song song với con tụ này nó là một con điện trở để xả nó khi rút điện. Diốt xả tụ khác khi đang chạy khác, còn diốt điện trở 220k xả khi mất điện khác các bạn nhé. Đấy, nó sẽ làm đúng như này luôn. Ok nhá, bây giờ bật thử chạy nhá. Cắm điện này. Ô chả kêu. Em mình còn nhầm đâu không? DZ đúng chiều. Mọi thứ, tất cả mọi thứ ok. Nên là cầu chì nhìn như không cháy. Đó. Thế tại sao nó không kêu? Này dây đứt nốt không? Vừa nãy có đứt dây đâu. Ôi là đứt dây à? Chán không? Đứt dây rồi các bạn ạ. Đây là cái dây này thông này. Cái dây này thế nào? Không à, thông, thế nên không đứt. Thế tại sao lại không được các bạn? Không được là chỗ này. Chính là cái chỗ này này. Hình như này đứt ra. Lại phải lối thôi. Ông con trai ông Hàn này, cái này nó bị bong rồi. Mà đấy mình tháo ra mình thấy thế. Tôi tưởng hàn ngấu như kia là nó sẽ dính được rồi cơ, nhưng chả dính được hay sao ấy. Đó, dùng quả dây di nối đó chính là sân của con linh kiện, con DZ đấy các bạn ạ. Đó, hết chưa, còn cái gì nữa không mà không lên được thì các bạn nhỉ. Tôi ghi điện thử thế nào. Đấy, không gì cả này. À đấy, có nên ăn điện rồi đấy. Để đo xem nào. Chết thật đấy.
Hỏng cái gì nữa à? Không có điện áp nhá mọi người nhá. Xem AC vào đến đây chưa nào. Chả có AC. Cảm giác như nó không tiếp chút nào ấy nhỉ. Đấy, nhìn thấy là nó tiếp điện mà. Đo lại nhá. Từ đây sang đây này. Đấy, có 220 rồi nhá. Từ đây sang đây này, không hề có điện gì luôn này các bạn này. Để phân tích dòng chảy kín đã, tại sao này không có điện nhá. Đây, cố gắng này, cho mọi người nhìn được nó nhá. Đang không có điện đâu các bạn ạ. Xung dương đây này sẽ được tràn qua DZ, đúng luôn, phần thừa tràn qua DZ nọc trên con tụ này. Sau đó nó phải đi về được âm của nó mà. Nó sẽ lối từ điểm này sang điểm này sang điểm này, đó là chỉ nó lợi dụng cái phím ấy là nó dính nhau hết này. Đó, này đến đây này, nó đi qua con diode này, à đi qua điện trở hàn này, sau đi qua con diode từ A sang K này để đi về dây AC còn lại nhá. Thì mình đang nghi ngờ là đang bị không thông những cái đường đấy, xem có đúng không. Đồng hồ nhá, đang để thăng nó thông mạch nhá, nó lên thì nó sẽ kêu nhá. Đó, thì cái từ cái vị trí này dương ở đây, âm ở đây này, đó kêu tít nhá, nó chắc chắn là chưa về được đến đây này. Sang đây ok, sang đây ok, sang đây ok. Bây giờ từ đây sang đến đây được không? Không sang được các bạn nhá. Diode này không chết. Và con điện trở 47 ohm này cũng đã chết toi. Nó không kín dòng các bạn nhá. Như vậy là ông con trai ông ấy chơi cho chết nhiều quá, vãi cả ra luôn các bạn ạ. Con 47 ohm nhìn đẹp này mà. 47 ohm nhá, hay là mình đo nó không 47 ohm nó không kêu nhỉ. Nó chết rồi các bạn nhá. 47 thì mình có lô 47 đấy các bạn ạ. Nó chết rồi. Đây này, đo là không gì nữa cả các bạn nhá. Phải tìm ra được nguyên nhân chứ các bạn. 47 ohm chân đồng đây này. Tuy nó bé nhưng mà mình nắp cho quạt điều khiển nhiều phết rồi. Ok các bạn ạ. Đấy, 47 ohm đấy. Thở mạch là nó sẽ không chạy mà các bạn. Chúng ta sẽ thấy là không hiểu sao người con làm cho nó nổ, nó hỏng dã man luôn các bạn. Nên con này chắc là ngon là tôi buột bửa vào đây luôn. Vừa nãy mình tưởng đứt ở đây cơ, nhưng có chắc là có lẽ là mình bẻ lên nó đứt đấy. Chứ bản thân zin bản nó chưa đứt mà do con điện trở. Con điện trở này nó bị đứt, à nó bị hỏng không khác gì nó không có trong mạch. Nó không có trong mạch thì nó không kín được cái dòng chảy để lạp tụ, để tạo ra được cái nguồn DC 5V nọc trên con tụ 470mm để tạo ra 5V cho cấp cho nguồn về cho IC các bạn ạ. Nên do đó nó bị thế nhá. Còn bây giờ thì xem kết quả nhá. Đấy, tít luôn nhá, đo luôn nhá. À, để hơi mờ một chút nhỉ. Này có rõ không? Rõ hơn nhá. Đo trên con này là biết được 5V hay không à. Đấy, mình đo 5V1 mà. Ok nhá, bây giờ là cắm trực tiếp cũng được này. Xem quạt chạy nhá. Sau đó mình sẽ lắp hết hoàn thiện lại này. On này, đó, đã chạy nhá. Mồi số 2, sau đó là về số 1. Đấy. Nên số 2, nên số 3. Swing ok. Tắt. Rồi, lắp hoàn thiện. Dây rút nhá, buộc giữ lại thôi. Con tụ này cũng chỉ là con tụ đẻo thôi, mình không có tụ xịn nữa. Có tụ xịn thì vừa lắp cái quạt trước rồi. Kết quả nhá. Đã ghim điện. On, đã chạy quạt. Số 2 về số 1 rồi. Số 2, số 3.
túp năng. Đây mới là túp năng nhé, và cái dưới đấy là chả biết nó là cái gì. Lạch hết cái này này. Đấy. Như này nó ở giữa. Túp năng. Như vậy là sau một hồi mình đã phục hồi xong một chiếc quạt. Với cái lỗi thì đầu tiên thì cái khách hàng nói là mới đầu tiên là quạt cho chị chạy chậm, nhưng mà sau khi vào tay của thằng con yêu dấu của bác khách thì nó đã trở lên một không còn lên ngọn nguồn nữa các bạn ạ. Và chúng ta sẽ thấy là khi mà không hiểu biết gì mà đụng chạm đến điện đóm này thì chắc là nó phải nổ đấy, nó nổ ghê gớm và nó chết rất là dã man. Nhưng mà con tụ này cũng giảm chỉ số thế mới tài các bạn ạ. Hay là đầu tiên là bật cái chạy ngắt nhỉ. Con này mà lỗi như này thì là bật cái chạy ngay ngắt chứ không phải là chạy yếu. Có khi nhận niệm màn là ban bệnh của nó là như vậy đấy các bạn ạ. Đó, ok nhá. Mình cũng đã cho một vài giọt dầu tra cả vào bên trong trục ở vị trí bạc ấy, và cũng bơm nó ít vào đây bơm kia rồi, hy vọng là sẽ bền cho khách hàng nha, đỡ phải vứt rác. Nói chung là cái quạt này là quận dây, nó quận dây đồng, nó vẫn còn bền hơn rất nhiều so với cái đồ mua hiện nay các bạn ạ. Nên sửa chữa nó là thế đấy các bạn nhé. Ok nhá, video đến đây là kết thúc, chào các bạn.